Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, cuộc sống xung quanh chúng ta còn vô vàn điều mới là thú vị và vô cùng bí ẩn. Chính vì vậy, chúng tôi sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn đi khám phá những điều mới mẻ và bí ẩn đó. Để không bỏ lỡ những thông tin chi tiết từ kênh của chúng tôi, mời quý vị và các bạn cùng nhấn vào nút đăng ký và biểu tượng chiếc chuông bên cạnh. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đi đến với phần thông tin chi tiết trong bản tin ngày hôm nay nhé. Hoàng tử George đứng thứ ba trong danh sách những người kế vị tại Anh quốc, chỉ sau ông nội và cha mình, nhưng đến 7 tuổi cậu vẫn chưa hay biết điều đó. Hoàng tử George đứng thứ ba trong danh sách những người kế vị tại Anh quốc, chỉ sau ông nội và cha mình, nhưng đến 7 tuổi cậu vẫn chưa hay biết điều đó. Hoàng tử George sinh năm 2013 là con trai cả của hoàng tử William và công nương Kate. Cậu bé hiện đang đứng thứ ba trong danh sách những người kế vị tại Hoàng gia Anh chỉ sau cha và ông nội của mình. George được biết đến như một trong những nhóc tỷ hoàng gia nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Cả George, em gái Charlotte và em trai Louis của cậu đều liên tục xuất hiện trên báo chí và truyền thông khắp mọi nơi kể từ khi sinh ra. Cuộc đời của em bé sinh ra đã đổi vương miện trên đầu, không dễ dàng như chúng ta nghĩ, cũng như việc bố mẹ của em phải nỗ lực hết mình để mang đến cho Georgie một tuổi thơ bình thường như bao đứa trẻ khác. Theo đó được biết, công tước và công nương xứ Cambridge mong muốn giấu kín thân phận thật sự của Georgie lâu nhất, có thể để ít nhất em bé này sẽ tận hưởng những năm đầu đời mà không cần phải trải qua sức nặng của vương miện sẽ sớm muộn phải đổi trên đầu cùng những áp lực đến từ trách nhiệm phải có của một vị vua tương lai với quyết tâm như vậy kết và william tránh giải thích với con trai về vai trò của họ của con trai họ và chính xác những gì sẽ xảy ra trong tương lai Đến hiện tại, Hoàng tử Nhĩ không hề biết điều mà ai cũng biết rằng em sẽ trở thành người quý vị tương lai, vì bố mẹ đang cố gắng sâu kín thân phận này của cậu càng lâu càng tốt. Trong nhiều bài phỏng vấn với báo chí, William chia sẻ rằng gia đình họ đã có cuộc sống bình thường như mọi gia đình khác như thế nào sau cánh cửa đóng kín. Sẽ đến một thời điểm thích hợp để giải thích cho cậu bé George hiểu và chấp nhận thân phận của bản thân mình. William cũng không hề giấu giếm sự thật rằng chính mình cũng đã từng phải vật lộn với những áp lực khủng khiếp suốt những năm tháng thiếu niên khi biết được số phận của mình sẽ được định đoàn trước ra sao. Tuy vậy, dù muốn dù không, việc bắt đầu phải giải thích về vai trò của cậu bé trong những năm tới đây như một phần của giáo dục là điều nên làm. Sẽ đến lúc cậu bé ngây thơ phải hiểu được những điều ông bà bố mẹ cậu đang làm có ý nghĩa gì và bằng cách nào cuộc sống gia đình họ mỗi ngày lại được viết lên báo chí như thế. Hoàng tử Georgie đón sinh nhật 7 tuổi vào ngày 22 tháng 7, vì sắp đủ tuổi đi học, nhiều người cho rằng Georgie có lẽ sẽ sớm biết về thân phận thật sự của mình.